Anh Ân mà đã làm hợp đồng đúng là chỉ có chuẩn. Ừ. Mình ký và đóng dấu luôn anh nhá. Ừ. Em ký luôn đi. Đây. Em cảm ơn. Mời vào. Vào đây. Chị ơi, có anh Đông muốn gặp chị ạ? Anh Đông? Dạ vâng. Em bảo anh chờ chị một tí. Dạ, em xin phép ạ. Em ơi, Đông nào? Công ty em là công ty du lịch, một ngày tiếp biết bao nhiêu là khách. Anh Ân không biết cũng là đúng thôi. Với cả anh bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian rảnh mà ngồi nhớ mặt từng người ra vào tòa nhà. Anh kìa. Thật, anh bận bỏ sư. Anh chỉ rảnh với những người quan trọng thôi. Quả kia nhìn lạ nhỉ. Anh xin lỗi, anh nhớ là có mấy ý cần phải chỉnh trong cái hợp đồng này. Mình ký sau em nhé. Ơ, em thấy hợp đồng được rồi mà. Kìa, em có khách đặc biệt thì ra ăn tiếp đi. Ký tá lúc nào thì được. Ơ, thế em lại phải hẹn gặp anh một hôm khác nữa ạ? Im. Sao thế bạn ơi? Quen biết gì không mà bạn cứ dọi pha vào mặt tôi thế? Hả? Ông nhìn tôi trước nha. Ơ, bạn soi tôi từ trong kia, từ lúc bạn ngồi với cả Yến. Thích làm thì công nghệ ba nhờ? Bóng đá đâu mà ba. Thế quen à? Không. Không quen sao nhìn? Thích. Nhìn đều à? Ông ăn nói cho lịch sự đi. Tôi đang hỏi ông là ai mà ông vào thả tim với Yến đấy. Ông lại còn thế này, bị tim tỏ. Thế ông là ai mà ông hỏi tôi là ai? Thế ông là ai mà tôi phải trả lời với ông tôi là ai? Tôi đang hỏi ông là ai đấy? Thân Xuân Ơn, nhưng mà đi làm gọi là Ân cho nó sang. Thế ông là ai mà vào kia thả tim với Yến? Tại sao tôi lại không được thả tim với Yến? Ngày nào mà tôi chả thả tim với Yến? Thế Yến có thả lại không? Có. Ông thích gì? Thích gì? Ông thích gì? Ông thích cái gì? Tôi thích Yến. Yến thích tôi đây. Ờ. Ông thích tôi gọi bảo vệ không? Gọi đi. Đây. Sao? Để em giới thiệu ai là ai. Đây là anh Ân, ban quản lý tòa nhà. Còn đây là anh Đông. Biết rồi. Anh trai ruột của em. Ui. Ông biết tôi là ai chưa? Ruột. Không thấy anh em chúng tôi giống nhau à? Cả làng đều bảo như thế đấy.
Anh Đông chả nói sớm với em làm em cứ tưởng... Tưởng gì? Anh Đông, anh vào trong kia chờ em đi. Anh Đông, anh không bắt tay với em ạ? Đưa cái bát. Vâng. Hai anh quý nhau quá đấy. Linh. Dạ. Ra đây dẫn anh Đông vào phòng chờ chị. Dạ vâng ạ. Để chị tiễn anh Ân. Em mời anh đi lối này ạ. Em gửi anh xin yến. Anh Đông đáng yêu nhỉ. Dạ.